Dạ, hello, xin chào hết. Chào buổi sáng, chào một ngày đẹp. Và ngày hôm nay 16 tháng 1 năm 2024, với chủ đề là thay đổi cuộc sống, thay đổi sự nghèo khó. Thì mình muốn bổ sung thêm một tí xíu cho cái clip này. Đó là cái clip trước ngày buổi sáng mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ với cái clip này ngắn, các bạn hãy dành thời gian khoảng 5 đến 10 phút. Chúng ta nghe lại cái bước đầu người ta làm như thế nào, và điều quan trọng mình nhắc nhở rằng là chúng ta phải tập trung nghe, nghe tới nghe lui, nghe qua nghe lại, nghe thật nhiều vào, rồi chúng ta không coi nữa, chúng ta phải viết, nghe xong rồi viết ha. Viết tới viết lui, nghe xong rồi viết, quay xong viết, viết xong dục, quay xong viết, viết xong cứ như thế đều đặn, thì không bao lâu thì những cái gì mình đã xem, những cái gì mình đã luyện tập nó, thì nó sẽ đưa đến một kết quả rất là tốt đẹp. Bây giờ không cần phải nói lâu hơn nữa, lắng nghe và theo dõi nó phát âm như thế nào. Xin mời. Sabine Bauen, ich bin Ekeveläterin. Guten Tag, mein Name lädt Kader Paul Röden. Europareisen Horn. Wer ist Herr Abel? Ich. Und Frau Beller, sind Sie Frau Bayer? Nein, ich heiße Lüders. Sind Sie Frau Bayer? Ja, das bin ich. Areisen. Auf Wiedersehen, gute Fahrt. Mein Name ist Roder, ich heiße Sabine Sauer. Wer ist Herr, Frau? Sind Sie Herr, Frau? Ich. Das bin ich. Nein, ich heiße Wett, Rat, 88. Heute, woher hellen Sie? Wie halt du? Hallo, ich bin die Lea. Wie heißt du? Ich heiße Christian. Geht es Ihnen? Ah. Herr König, guten Morgen. Es geht, und Ihnen? Vierte Lektion 1. Erste. Guten Albani, ich heiße Elfriede Koch. Mein Name ist Hannelore Herzog. Mein Name ist, wenn, wie heißen Sie? Hallo, ich bin die Lea. Lotschim der Paul. Und wie heißt du? Wer bist? Guten Morgen, Herr Hoffmann. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Guten Morgen, Hag Hoffmann Jove Kuhalo. Wie geht es Ihnen? Dir? Danke, gut, es geht. Und Ihnen? Dir? Danke, auch gut, es geht. 9-9.